trộn bột lưu huỳnh có màu vàng với bột kẽm có màu đen trên một mặt kính đồng hồ. Dùng đũa thủy tinh đã đốt nóng chạm vào hỗn hợp trên, phản ứng hóa học xảy ra rất mãnh liệt, xuất hiện những tia lửa bắn tóe ra. Sản phẩm của phản ứng là kẽm sunfua.